Ok, thấy không? Cá bự luôn á. Cá bự luôn á. Lấy cá cha ta. Rồi cá nữa rồi. Cá hay tôm đây? Tôm nha. Ồ, tôm. Cái nhịp có gần. Mới xuống chưa được 2 phút nữa bạn. Đi ra đi vô cái là dính rồi đó. Con tôm mà nó nhạy dữ lắm. Ê, dính nữa nè. Dính nữa nè. Tôm nhỏ à. Ê, giục mày. Chào mọi người nha. Lâu lắm rồi, trước Tết tới giờ mới lên Long Xuyên câu các bạn. Này trở lại cái dàn bè cũ mình hay câu nè. Này đóng trà các bạn. Đợt này lên là hết được cá coi, thấy cá cha ục các bạn. Lục bình nó dày đặc hết trơn nè. Rồi lần trước là cái cá ục đậy trơn ha. Ông ơi, thấy cá cha ục ở đằng sau mà giờ đây nè. Một dèo, hai dèo. Chủ trà người ta làm mấy dèo người ta nuôi cá các bạn. Giờ là hết thấy cá cha ục luôn rồi đó. Mấy chỗ mấy dèo là cá cha ục không đó. Bãi quá trời ngon luôn, quá trời ấm luôn các bạn. Mấy cái dèo đó ha, ngồi đó mà thả vô mấy rau muống thôi. Còn của cá cha nó ngon. Mà tại sáng giờ ông chủ trà ổng trà ba cái vớn các bạn. Rồi không có ca đó câu được mà cũng nắng quá. Mình ngồi đây mình câu. Sáng mình xuống gấp quá mình không có quay giới thiệu buổi sáng được. Giờ thì mình chiều rồi mình câu muốn xong rồi mình mới quay giới thiệu cho các bạn coi. Đây thành quả đây các bạn. Tôm dẫn một nồi luôn rồi ha. À, rồi mấy bạn bắt đầu xem clip câu cá của mình bữa nay nha. Câu mình câu cá câu tôm luôn nha các bạn. Mình câu bằng cá thì mình trộn cám. Còn câu tôm thì mình câu cua sữa, vẫn là mồi cua sữa huyền thoại. Giờ này còn dư nhiêu nè, dư mười mấy 20 con. Hồi bỏ nữa, hồi sáng đem lên tới 4 mấy con lần bạn, mà bán cho người ta bớt rồi. Rồi mà mấy bạn đón xem nha, xem mà mấy bạn xem tiếp video của mình nha. Trời, cá ăn trời, đóng dính nè. Đó, trời bự. Mình ngưng cái nghe bạn. Coi nè, một cặp luôn mấy bạn ơi, điều gan kìa, hàng chi nó nặng, mình tính đâu cá cha không, dính thêm con tôm càng nữa kìa, hàng chi nó nặng, sướng mấy bạn ơi. Lên hàng, biết cá hay tôm nữa bạn, chạy kìa, ơi, trời, chạy lấu, trời ơi, chào bá vậy. Nút lử luôn quá. Hồi đó có kìa. Hồi đó con chạch lấu nè. Đi cái lử luôn rồi. Nút lử luôn rồi. Hồi đó con chạch lấu nè. Khủng khiếp không? Chục con ngon à. Này kiếm chục con gì mà ngon à. Hồi đó con cá chạch lấu. Dở lên chạy tới đâu cá chim không à. Đi lử luôn rồi. Dạ. Ờ dở trà giờ còn không gặp nữa mà hứng chi câu này. Trời ơi. Gỡ ra để vô gọng.
nhảy ngoài rớt luôn rồi. Rồi con nó rớt rồi sao sống? Dính cái lử rồi. Thiệt tình. Ác rằng, chạch lấu nhà bá luôn. Có dấu hiệu các bạn ơi. Căng lên nè. Có dấu hiệu. Đó, thấy không? Rồi cá nữa rồi. Cá hay tôm đây? Tôm nghe. Ồ, tôm. Thấy nhịp 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 có gần. Mới xuống chưa được 2 phút nữa bạn. Đi ra đi vô cái là dính rồi đó. Con tôm mà nó nhảy dữ lắm. Ê, ê, dính nữa nè. Dính nữa nè. Tôm nhỏ à. Ê, ê, chuột mày. Hai em chỉnh camera chưa ngày nữa, xin lỗi mấy bạn nha. Lên hàng. Nãy giờ mới lên hàng đó bạn. Dục biết nhiêu con chỗ này. Có hàng là vui rồi. Đỡ hơn không các bạn. Nãy giờ để xuống lăng mà tôm nhỏ khó dính quá. Lên hàng. Nãy giờ. Nhỏ các bạn. Nãy giờ. Bè này tôm nhỏ không anh ta? Tôm nhỏ thì câu theo tôm nhỏ. Nước này nãy giờ mình đi câu cá rảnh cũng ngon các bạn. Nhưng mà thôi mình câu tôm đi. Có mồi tôm câu tôm đi. Lên hàng các bạn ơi. Một con tôm càng xanh nhỏ xíu. Con tôm càng xanh nhỏ xíu. Lên hàng. Tôm bự ơi. Cũng bự chứ không bự không. Con gì mà chạy dữ vậy? Con gì? Trời ơi, cá chim ông nội ơi. Trời ơi, móc kìa. Nó móc kìa, móc vô mang nữa chứ. Hài thiệt. Trời ơi. Hài thiệt. Có móc nè. Ngô thiệt. Vô trong cái cạn cái nó ngay cá chim không. Tiền các bạn ơi. Cá đầu tiên. Cá đầu tiên chạy dữ vậy. Trời ơi, trời trời trời. Cá dảnh bự các bạn ơi. Dảnh bự, dảnh bự. Ô cá cha, cá cha. Cá cha. Ô cám mới vô dính cá cha con rồi. Bài cám huyền thoại của mình các bạn. Cá cha đầu tiên. Vừa bấm ngưng máy nó rớt các bạn. Xàm không? Không mà cá cha đó mình cũng không có bắt nữa các bạn. Mình lấy mình thả vô dèo lên cho ông chủ bè thôi chứ mình không có bắt. Trời ơi, tính dính cá dảnh này rồi dính cá cha. Im im. Quá im rồi. Nữa rồi bạn ơi. Tôm nhỏ. Mới xuống chút xíu lụm nữa. Trời ơi nhỏ quá. Tôm tôm không. Con gì vậy trời. Cá chim nữa. Tôm càng đi. Cá chim này.
cay nữa quá ta. Trời, gần nó nghiến gì. Cọp 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 cọp. Con gì đây? Cá nha bạn. Rồi cá bự mấy bạn ơi. Bự 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 bự. Dảnh Hugo. Trời ơi, con dảnh có bơi lớn mà sao thấy nặng dữ. Bữa nay cái ngày gì á. Cái ngày gì móc bên hông không vậy? Ác kìa. Dính cái dảnh là ok rồi. Hai con bữa nay hai con móc bên hông rồi. Để xuống lằn, để xuống lằn. Ngưng câu cá. Ủa, ngưng câu tôm, câu cá các bạn. Chân chỗ này là ổ cá chim nè. Mà sao mình dính cái dảnh không biết. Mới để xuống ngăn rồi đó không? Giật hết cái bầy chim này luôn. Các bạn coi mình giật chim nè. Để xuống rồi nè, để xuống rồi. Biết ngay ổ cá chim phải không? Mấy bạn là lấy ngóc bu vàng á. Mấy bạn móc vô bạn câu. Khỏi phải câu bằng cám, bằng ơ gì hết cho nó lu bu. Dính hai lữ luôn. Bánh mì cá dảnh. Bánh mì cá dảnh, bánh mì cá dảnh. Thôi rồi cá dảnh. Sao dảnh nó nhỏ không vậy ta? Rồi tôm càng các bạn ơi.
Ôi ôi tôm càng. Hết sức tôm càng.